Cô chào tất cả các con. Hôm nay chúng ta bước sang tuần 24, môn tập đọc. Như chúng ta đã biết, trong những tiết tập đọc ở lớp 4, các con đã được đọc nhiều văn bản dài. Hôm nay, chúng ta có một tiết học rất đặc biệt. Chúng ta cùng tìm hiểu qua một văn bản mới, đó là một bản tin. Cô sẽ giúp các con hiểu thế nào là một bản tin, nội dung tóm tắt của một bản tin, cách đọc một bản tin qua bài tập đọc. Vẽ về cuộc sống an toàn theo báo Đại đoàn kết trang 54. Bây giờ các con cùng mở sách giáo khoa ra cho cô. Các con cùng nghe cô đọc mẫu một lần nhé. Vẽ về cuộc sống an toàn. 50.000 bức tranh dự thi của thiếu nhi cả nước, 60 tranh được trưng bày, 46 giải thưởng. Nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em rất đáng khích lệ. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn, được phát động từ tháng 4 năm 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em. Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Quảng Ninh, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang. Chỉ cần điểm qua tên một số tác phẩm cũng đủ thấy kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật là phong phú. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất, Hoàng Minh Uyên, 10 tuổi, giải đặc biệt. Gia đình em được bảo vệ an toàn, Tạ Bích Ngọc, 9 tuổi, giải nhất. Trẻ em không nên đi xe đạp trên đường, Nguyễn Thúy Mai Dung, 7 tuổi, giải 3. Chở 3 người là không được, Nguyễn Ngọc Lan Dung, 12 tuổi, giải 3. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải, đã làm nên một phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có những nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn, mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, sáng tạo đến bất ngờ. Theo báo Đại đoàn kết, các con vừa nghe cô đọc bản tin, đây là một văn bản báo chí nên có phần in đậm ở phần đầu bản tin. Khi đọc một bản tin, các con cần lưu ý đọc với giọng thông báo tin vui, rõ ràng, rành mạch, tốc độ khá nhanh và chú ý nhấn giọng ở những từ ngữ, ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, tách các cụm từ sau những câu văn khá dài. Theo các con, bài này được chia làm mấy đoạn? Cô sẽ giúp các con chia đoạn nhé. Bài này được chia làm 5 đoạn. Đoạn 1 là toàn bộ phần in đậm ở đầu bài. Từ 50.000 bức tranh đến khích lệ. Đoạn 2 từ UNICEF Việt Nam đến sống an toàn. Đoạn 3 được phát động đến Kiên Giang. Đoạn 4 chỉ cần điểm qua cho đến giải 3. Đoạn 5 là đoạn còn lại. Cô sẽ hướng dẫn cho các con luyện đọc một số từ khó trong bài. UNICEF, đây là một cụm từ được viết tắt bằng tiếng Anh, đọc là UNICEF. Đắk Lắk, các con chú ý cho cô vần ắc, đọc là Đắk Lắk. Kiên Giang, các con chú ý cho cô vần yên trong tiếng Kiên, đọc là Kiên Giang. Triển lãm, chú ý cho cô vần yên, dấu hỏi và vần am, dấu ngã, đọc là triển lãm. Tươi tắn, chú ý cho cô vần ăn, đọc là tươi tắn. Các con hãy đọc lại các từ cho cô một lần. Bây giờ các con hãy gạch dưới cho cô các từ mà cô vừa hướng dẫn đọc vào trong sách giáo khoa của mình nhé. Cô sẽ hướng dẫn các con luyện đọc câu dài trong bài. Đây là một câu dài. Khi đọc các con cần chú ý ngắt câu cho cô. Các con cùng nghe cô đọc. UNICEF Việt Nam và báo Thiếu niên Tiền phong vừa tổng kết cuộc thi vẽ tranh của thiếu nhi với chủ đề Em muốn sống an toàn. Các con đọc lại câu cho cô nào. Ở câu tiếp theo, khi đọc các con cần lưu ý, nhấn giọng ở dưới các từ. Cô đã gạch màu đỏ. Ngoài ra, các con cần phải nhớ ngắt nghỉ câu cho đúng. Bây giờ, các con cùng nghe cô đọc mẫu một lần nhé. 60 bức tranh được chọn treo ở triển lãm, trong đó có 46 bức đoạt giải, đã làm nên một phòng tranh đẹp, màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng và sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi chẳng những có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn, mà còn biết thể hiện bằng ngôn ngữ hội họa, sáng tạo đến bất ngờ.
Nào, con hãy đọc lại cho cô một lần. Các con cùng luyện đọc đoạn nhé. Khi luyện đọc từng đoạn, các con nhớ chú ý cho cô ngắt câu ở câu dài. Lưu ý nhấn mạnh cho cô các từ cô đã hướng dẫn. Nào, bây giờ các con cùng luyện đọc từng đoạn cho cô. Không chỉ đọc đúng, mà các con còn phải hiểu nghĩa của các từ. Ở trong sách giáo khoa đã có một số từ đã được giải nghĩa. Bây giờ, cô sẽ giúp các con giải nghĩa một số từ còn lại nhé. UNICEF. UNICEF, Quỹ Bảo trợ Nhi đồng Liên Hợp Quốc, viết tắt là UNICEF, được viết tắt bằng tiếng Anh. Đây là một cụm từ có 6 bộ phận. Bộ phận thứ nhất, United là đoàn kết. Thứ hai, nation là quốc gia. Thứ ba, international, quốc tế. Thứ tư, children, trẻ em. Thứ năm, emergency, trường hợp khẩn cấp. Và thứ sáu, fund là quỹ. Là một quỹ cứu tế được thành lập bởi Đại hội đồng Liên Hợp Quốc ngày 11 tháng 12 năm 1946. Ở lớp 3, các con cũng đã được tìm hiểu kỹ về cái quỹ bảo trợ Nhi đồng Liên Hợp Quốc này rồi. Từ tiếp theo, ý thức có nghĩa là khả năng nhận ra và hiểu biết một vấn đề. Phong phú có nghĩa là đa dạng và nhiều về số lượng. Triển lãm tức là trưng bày vật phẩm hoặc tranh ảnh trong một thời gian tại một địa điểm nhằm mục đích giới thiệu, quảng bá đến mọi người trong xã hội, cộng đồng. Các con cùng quan sát những bức tranh vẽ về an toàn giao thông mà các bạn học sinh đã được triển lãm. Báo Thiếu niên Tiền Phong là một tuần báo trực thuộc Cơ quan Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, được thành lập tại tỉnh Tuyên Quang ngày 1 tháng 6 năm 1954. Đây là tên báo và hai tờ bìa của báo. Các con cùng quan sát cho cô. Bây giờ các con hãy luyện đọc cả bài một lượt nhé. Không chỉ đọc đúng, hiểu nghĩa của từ mà chúng ta cần phải hiểu bài. Dựa vào nội dung bài tập đọc, vẽ về cuộc sống an toàn, con hãy trả lời một số câu hỏi sau. Phần trả lời này các con sẽ chọn kết quả đúng cho cô nhé. Nào, các con hãy đọc thầm đoạn 1 để trả lời câu hỏi số 1 cho cô. Chủ đề của cuộc thi vẽ là gì? A. An toàn là hạnh phúc của mọi nhà. B. Em muốn sống hòa bình. C. Chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. D. Em muốn sống an toàn. Nào, các con hãy chọn đáp án. Chúng ta cùng sửa bài nhé. Đáp án D là chính xác. Chúc mừng những bạn đã làm đúng giống cô. Bây giờ các con sẽ đọc đoạn 2 để trả lời câu hỏi số 2. Thiếu nhi hưởng ứng cuộc thi như thế nào? A. Thiếu nhi nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi trong vòng 4 tháng. B. Ban tổ chức đã nhận được 50.000 bức tranh. C. Trong vòng 4 tháng, ban tổ chức đã nhận được 50.000 bức tranh. D. Trong vòng 4 tháng, ban tổ chức đã nhận được 60.000 bức tranh từ cả nước gửi về. Các con đọc kỹ câu hỏi để chọn đáp án của mình. Chúng ta cùng sửa bài nhé. Câu C là câu trả lời chính xác. Có bạn nào làm sai không? Nếu sai, các con nhớ kiểm tra và sửa lại cho cô. Câu số 3. Nội dung đoạn 1 và 2 nói lên điều gì? A. An toàn là hạnh phúc của mọi nhà. B. Ước mong muốn sống hòa bình. C. Nói lên ý nghĩa và sự hưởng ứng của thiếu nhi cả nước với cuộc thi. D. Sự hưởng ứng của thiếu nhi cả nước với cuộc thi. Nào, các con cùng chọn đáp án của mình. Đáp án của cô là câu C là chính xác. Bây giờ, chúng ta cùng đọc thầm đoạn 3. Các con sẽ trả lời câu hỏi số 4. Điều gì cho thấy các em có nhận thức tốt về chủ đề cuộc thi? A. Thiếu nhi nhiệt liệt hưởng ứng cuộc thi trong vòng 4 tháng. Ban tổ chức đã nhận được 60.000 bức tranh. B.
chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông. C. Nhận thức tốt của các em về chủ đề cuộc thi thể hiện ở tên của các tác phẩm, nội dung phong phú của các bức tranh. D. Đội mũ bảo hiểm là tốt nhất. Nào, các con hãy chọn đáp án. Chúng ta cùng sửa bài. Câu C là câu trả lời chính xác. Chúc mừng những các bạn đã làm đúng giống cô. Nếu bạn nào làm sai, các con nhớ sửa lại bài. Chúng ta đọc thầm đoạn 4 để trả lời câu hỏi tiếp theo. Câu hỏi số 5. Những nhận xét nào thể hiện sự đánh giá cao khả năng thẩm mỹ của các em? A. Tranh của các em có màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. B. Các họa sĩ nhỏ tuổi có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn, ngôn ngữ sáng tạo đến bất ngờ. C. Tranh của các em có màu sắc tươi tắn, bố cục rõ ràng, ý tưởng hồn nhiên, trong sáng mà sâu sắc. Các họa sĩ nhỏ tuổi có nhận thức đúng về phòng tránh tai nạn, ngôn ngữ sáng tạo đến bất ngờ. D. Nhận thức tốt của các em về chủ đề cuộc thi thể hiện ở tên của các tác phẩm. Câu 5 này dài, các con nhớ đọc kỹ câu hỏi để chúng ta chọn đáp án. Chúng ta cùng sửa bài. Câu C là câu chính xác. Chúc mừng các con. Bạn nào sai, các con nhớ kiểm tra lại để sửa cho cô nhé. Chúng ta cùng đọc thầm đoạn 5 để trả lời câu hỏi tiếp theo. Câu số 6. Nội dung đoạn cuối bài là gì? A. An toàn là hạnh phúc của mọi nhà. B. Ước mong muốn sống hòa bình. C. Nói lên ý nghĩa và sự hưởng ứng của thiếu nhi cả nước với cuộc thi. D. Nhận thức của các em nhỏ về cuộc sống an toàn bằng ngôn ngữ hội họa. Các con cùng chọn đáp án cho cô. Đáp án của cô là câu D. Chúc mừng các con. Đây là phần in đậm của một bản tin. Các con cùng tìm hiểu qua câu hỏi số 7. Những dòng in đậm ở đầu ở bản tin có tác dụng gì? A. Có giá trị thông báo về số lượng tác phẩm dự thi. B. Có giá trị thông báo về số lượng các tranh được gửi. C. Nêu lên một nhận xét khái quát về nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em. D. Có giá trị thông báo về số lượng tác phẩm dự thi, số lượng các tranh được gửi và nêu lên một nhận xét khái quát về nhận thức và khả năng thẩm mỹ của các em. Các con hãy chọn đáp án cho cô. Chúng ta cùng sửa bài. Đáp án đúng là câu D. Chúc mừng các con đã có đáp án giống cô. Bạn nào làm sai, các con nhớ sửa lại nhé. Đây là bức tranh của các bạn học sinh vẽ đã được trưng bày triển lãm. Các con cùng quan sát cho cô. Nét vẽ rất độc đáo, sáng tạo, màu sắc tươi tắn. Nhìn bức tranh thật đặc sắc. Qua từng bức tranh, chúng ta cũng thấy được cái phần kiến thức của các em về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông, thật đáng khích lệ. Vừa rồi, các con đã được tìm hiểu từng nội dung của đoạn, được quan sát các bức tranh của các bạn vẽ. Vậy nội dung của bài nói lên điều gì? Cô giúp các con rút ra nội dung của bài. Cuộc thi vẽ Em muốn sống an toàn được thiếu nhi cả nước hưởng ứng bằng những bức tranh thể hiện nhận thức đúng về an toàn, đặc biệt là an toàn giao thông. Con hãy đọc lại cho cô một lần nào. Qua bản tin trên, chúng ta rút ra bài học cần phòng tránh tai nạn, nhất là tai nạn giao thông. Trong những năm gần đây, tai nạn giao thông đã tăng đột biến. Vì vậy, các con không nên đi xe đạp trên đường, không lạng lách xe. Khi tham gia giao thông, nhớ đi đúng phần đường quy định để phòng tránh tai nạn. Cô mong rằng các con sẽ thực hiện tốt được điều này. Trong những năm gần đây, việc đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông là rất cần thiết. Đây là những bức tranh mà các bạn học sinh đã được nhận nón bảo hiểm. Mỗi bạn đều được nhận một cái nón và được nghe tuyên truyền về an toàn giao thông. Cô mong rằng các con cần nhớ đội nón bảo hiểm khi tham gia giao thông. Đồng thời, các con cũng là những tuyên truyền viên cho mọi người, nhắc nhở mọi người khi tham gia giao thông nhớ đội nón bảo hiểm. Không chỉ luyện đọc đúng từ của một bản tin mà chúng ta cần phải thể hiện đọc như thế nào cho đúng. Bây giờ, con hãy chọn một đoạn mà con yêu thích để chúng ta luyện đọc đúng bản tin nhé.
Bây giờ cô sẽ hướng dẫn mẫu các con luyện đọc đúng một bản tin. Ở trong đoạn này các con cần lưu ý những từ in màu đỏ là các con nhớ chú ý nhấn mạnh cho cô, thể hiện được cái giọng của mình. Bây giờ các con cùng nghe cô đọc. Được phát động từ tháng 4 năm 2001 nhằm nâng cao ý thức phòng tránh tai nạn cho trẻ em, cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng của đông đảo thiếu nhi cả nước. Chỉ trong vòng 4 tháng, ban tổ chức cuộc thi đã nhận được 50.000 bức tranh gửi về từ Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Sơn La, Hà Giang, Hải Dương, Nghệ An, Đắk Lắk, Tây Ninh, Cần Thơ, Kiên Giang. Con hãy đọc lại cho cô. Ngoài đoạn này ra, con tìm những đoạn trong bài mà con thích để luyện đọc cho đúng bản tin nhé. Tiết học đến đây là kết thúc rồi. Qua tiết học này, các con đã nắm vững được một văn bản báo chí và cách đọc của một văn bản, hiểu được nội dung của bài. Cô chào tất cả các con. Chúc các con chăm ngoan học tốt. Hẹn gặp lại các con ở tiết học sau nhé.